Rồi xin chào anh em, thì sáng nay em cũng test nhanh luôn hai sản phẩm để gửi cho hai vị khách nha. Thứ nhất đó là một đôi Boss 301 Series 3 màu vàng tuyệt đẹp, gửi cho bác khách ở Tiền Giang, và một con Amply Denon 780D gửi cho bác khách ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sẽ đi cận cảnh quay sơ bộ những thiết bị sản phẩm cho các bác nha. Đây là đôi 301 Series 3 tuyệt đẹp của bác khách ở Tiền Giang này. Con này nó không có thùng thôi, nhưng mà nó cũng rất là đẹp, chỉ thiếu cái thùng thôi. Máy mà loa là nguyên bản, chưa mở ốc ha, 100% zin luôn. Màn ro cực kỳ đẹp ha, kép đây nè. Rất là đẹp nha. Thì những đôi 301 Series 3 màu vàng hiện tại tại shop em đang bán với giá là 15 triệu đồng anh em nha, 15 triệu đồng. Đây là bàn lưới và cần zin tem mát logo đầy đủ ha. Đấy. Rồi, đây là con 780D. Quay lại cho bác khách thấy luôn nha. Rất là đẹp nha. Đó. Máy móc là tuyệt hảo. Rồi xong. Thì có hai sản phẩm như thế này thôi. Và bác khách ở Bến Tre cũng mua lên một bộ chân bút seal của kỵ sinh nha. Thì chiều nay kỵ sinh chân nó mới về tới thì em sẽ ship luôn cho các bác. Rồi, tất cả em xin kết thúc. Thì anh em nào có nhu cầu những sản phẩm gì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0436 123 45. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.